Tôi xin cảm ơn. Câu số 2. Mỗi hành tinh đều có vòng điện từ âm dương bảo vệ trái đất. Trong đó, điện từ dương có nhiệm vụ đẩy ra ngoài trái đất tất cả những vật thể bên ngoài không cho rơi vào trái đất. Còn điện từ âm để hút giữ những gì trong trái đất không văng ra ngoài. Vậy tại sao những khối thiên thạch bên ngoài trái đất vẫn có thể rơi vào trái đất, làm nguy hại tới trái đất? Và hiện tượng này có xảy ra theo chu kỳ không? Hiện nay con người có thể làm được những gì để ngăn chặn những khối thiên thạch này không cho rơi vào trái đất không? Tôi là Thiền gia Mỹ Bình, là thành viên Ban Giải đáp Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi thứ hai của chị Triệu Thị Lan. Chị nên biết rằng ở mỗi trái đất đều có dòng điện từ dương nhằm mục đích là bảo vệ cho các hành tinh vật tư bình thường thôi. Còn đối với những hạt thiên thạch, nếu như lực rơi mà mạnh quá thì phải xuyên qua điện từ dương bảo vệ và rơi vào trái đất. Đây là điều hết sức bình thường. Vì vậy cho nên là khi loài người văn minh lên cao, rồi họ hủy diệt trái đất xong, thì lúc đó ban bệ trời Tứ Thiên Vương phụ trách địa giới mới tìm nhiều viên đá lớn để mà ném vào trái đất, để san bằng tất cả những gì mà loài người văn minh đã xây dựng lên. Xin mời chị hỏi tiếp.